Dạ vâng, em xin chào cả nhà. Hôm nay em review cái lô bông trang tàu Thái Lai lá trùng, lá bóng á cả nhà, màu đỏ và màu vàng để giới thiệu đến cả nhà. Thì sẵn dịp này em cũng gửi đến anh Nguyễn Tuấn ở trên Zalo, anh có nhắn hỏi em cái cây bông trang lá trung đỏ dưới vàng. Thì bây giờ em review sơ lược để giới thiệu đến anh, để anh xem tham khảo và chọn những cây mình yêu thích, xong rồi chốt đơn và em sẽ gửi cho anh ạ. Thì đây là những cây bông trang lá trung màu đỏ bên em nha anh. Cây thì đến từ 2 cho đến 3 tượng hết ạ. Đây là mấy cây màu đỏ, cũng có một số khách yêu cầu là cây là phải một cốt thẳng đứng gì hả, không có chịu nhánh tược gì hết. Đây còn có cây thì ảnh tược như thế này, cây ảnh nhỏ xíu mình cũng có tược đây. Rồi xong rồi em giới thiệu đến cây màu vàng. Những cây độc đỏ như vậy thì ảnh cho bông màu đỏ. Dạ rồi, đây là cái đọt màu xanh nhạt như thế này là ảnh sẽ cho bông màu vàng. Dạ. Em để hai cây cái đọt kế bên cho cả nhà xem. Dạ đây, cái này đọt đỏ thì ảnh cho bông màu đỏ, đọt xanh nhạt như thế này là ảnh sẽ cho bông màu vàng. Đây là cái bông vàng bên em ạ.